Thưa quý vị, tối ngày 28 tháng 2 năm 2023 tại chùa Giác Ngộ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Ban biên tập Từ điển Phật học Việt Nam đã họp phiên họp mở rộng dưới sự điều phối của Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Giác Ngộ. Tham gia phiên họp còn có Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử thành viên Ban biên tập. Tại buổi làm việc, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã khái quát công trình biên soạn Từ điển Phật học Việt Nam do chính Thượng tọa đảm trách. Sau nhiều năm nghiên cứu xây dựng đến nay, từ điển đã có hơn 8.000 mục từ liên quan đến Phật giáo và các lĩnh vực gắn liền tôn giáo này. Thượng tọa cho biết yêu cầu ngày càng cao trong việc tra khảo các thuật ngữ Phật giáo, các nhà nghiên cứu, các tăng ni sinh, đòi hỏi quá trình biên soạn Từ điển Phật học Việt Nam phải được đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành. Do đó, Thượng tọa mong muốn tập thể ban biên tập cần tăng cường công tác biên soạn các mục từ, sớm đưa bộ từ điển này vào khai thác. Cũng nhân buổi họp này, Thượng tọa tổng biên tập yêu cầu bộ từ điển sau khi hoàn tất phải đảm bảo các yếu tố đề cập sâu về tính học thuật, tính hàn lâm gồm các khái niệm chuyên môn và các khái niệm dân gian. Nhân đây để quá trình biên soạn Từ điển Phật học Việt Nam sớm được hoàn tất, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã gợi ý một số định hướng để thành viên ban biên tập có thể thực hiện.